Thưa quý vị, ngày Quốc khánh 2 tháng 9 đã cần kề nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giúp người dân cả nước đi lại an toàn, thông suốt trong dịp Quốc khánh. Từ nay đến giữa tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ mở cao điểm kiểm tra vi phạm giao thông. Cao điểm kiểm tra vi phạm giao thông được thực hiện trong vòng 2 tháng, từ 15 tháng 7 đến 14 tháng 9. Trong thời gian cao điểm xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc sẽ tập trung kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn, lạng lách, chạy quá tốc độ, đánh võng, chở quá tải, đua xe trái phép. Trong đó, phạm vi kiểm tra xử lý là tại các thành phố trực thuộc trung ương và địa phương, nhiều khách du lịch đến tham quan vui chơi. Ngoài ra, cảnh sát giao thông cũng kiểm tra tại một số tuyến giao thông trọng điểm như quốc lộ 1A, 5, 10, 18, 20, 51 hay các tuyến đường bộ cao tốc